Trong sáng nay 22 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 tại nhà Quốc hội để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp thứ 5 được chia làm 2 đợt, họp tập trung tại nhà Quốc hội, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Dự kiến trong 23 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng. Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến khoảng 20 dự án luật, nghị quyết. Việc xem xét ban hành các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, tạo sự đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật. Các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá tính đồng bộ và sự phù hợp của các dự thảo dự án với hiến pháp và đường lối chủ trương của Đảng, cân nhắc thận trọng về tính hợp lý, khả thi, tác động của các chính sách mới được đề xuất, đặc biệt lưu ý đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, bảo đảm sự ổn định thống nhất trong các quy định của từng dự án dự thảo và sự thống nhất đồng bộ, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, xác thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn. Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá một cách khách quan, xác thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, việc giải ngân đầu tư công, rủi ro trên thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản, các vấn đề về văn hóa, lao động, an sinh xã hội, v.v. Làm rõ trách nhiệm, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật, những khó khăn hạn chế của nội tại nền kinh tế, dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới, từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương, chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các quyết sách của Quốc hội thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2022, dù trong bối cảnh khó khăn thách thức vây quanh là rất lớn, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát đồng hành và phối hợp của Quốc hội, nước ta đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 13 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết,
trong điều kiện rất khó khăn, GDP quý 1 vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng không cao, chỉ đạt 3,32% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI có xu hướng giảm, bình quân 4 tháng tăng 3,84%. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của ta bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Những hạn chế bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, chủ yếu là do tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động nhanh, nền kinh tế nước ta có độ mở lớn, trong khi năng lực nội tại còn thấp, sức chống chịu và tính cạnh tranh chưa cao nên chịu tác động ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố bên ngoài. Thời gian tới, để thực hiện các mục tiêu Quốc hội đề ra, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%, đồng thời chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Sau nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ghi nhận sự cố gắng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành, đồng thời vui mừng, tự hào về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về tình trạng nguyên liệu, vật tư sản xuất nông lâm nghiệp, chi phí dịch vụ tăng cao, trong khi tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn. Một số sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, ảnh hưởng lớn tới sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tuy đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng về các vụ lừa đảo, cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, giả danh cơ quan chức năng, hoạt động trên không gian mạng một cách tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ra nhiều hậu quả xấu, những tác động xấu của biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh dịch khác để bảo vệ sức khỏe của người dân, an toàn để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 2.593 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri thì liên quan hầu hết đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, có 2.589 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời và đạt 99,8%. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã trả lời 91 trên 91 kiến nghị. Cử tri hoan nghênh, đồng tình với sự đổi mới mạnh mẽ toàn diện hoạt động của Quốc hội, ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã giải quyết và trả lời 2.466 trên 2.469 kiến nghị, đạt 99,9%. Nhìn chung, Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã chú trọng nghiên cứu, giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu kiến nghị cử tri khi thực hiện công tác quản lý điều hành. Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 20 trên 20 kiến nghị. Trong đó, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả lời việc hướng dẫn thi hành và nghiên cứu tham mưu trình Quốc hội sửa đổi một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Vào cuối phiên làm việc sáng nay và cả chiều nay, Quốc hội để họp riêng về công tác nhân sự. Theo đó thì sẽ xem xét và biểu quyết miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, đồng thời tiến hành quy trình bầu nhân sự thay thế. Quốc hội cũng xem xét miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện chức vụ này thì đang do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiêm nhiệm.